tăng tiếp này. Maximum luôn mọi người. Mọi người chú ý nha. Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Thì hôm nay thì mới lên công ty thì mình nhận được một cuộc gọi của khách hàng. Anh kêu là anh muốn nâng cấp bộ dàn, thì bây giờ bên em tư vấn như thế nào để cho phù hợp. Thì khi mình nhận được thông tin của khách hàng thì anh kêu là anh đang xài một cặp loa Bo 301 Series 4 và một chiếc âm ly. Thì cái dòng loa này thì mình cũng có trải nghiệm qua rồi, thì mình thấy chất âm của nó rất là ok, cho nên là mình nâng cấp thêm thôi. Còn loa thì anh vẫn tiếp tục sử dụng cặp loa đó. Mình nâng cấp thì mình sẽ nâng cấp cho anh đó là một chiếc súp. Bởi vì sao? Bởi vì là căn phòng của anh nằm đâu đó là 30m2, mà khi anh chỉ sử dụng có một cặp loa như vậy thì nó không thể nào có thể là đáp ứng được cho căn phòng như vậy. Đó, cho nên là mình quyết định là nâng cấp cho anh một chiếc súp. Thì mình sẽ nói giới thiệu sơ qua về chiếc súp này luôn để mọi người chúng ta cũng có thể nắm thêm cái thông tin. Súp này mã của nó là SW Waterdale. Một thương hiệu tới từ Anh Quốc. Thì chiếc này có công suất nằm đâu đó là 300W, công suất RMS. Chiếc súp này ví dụ như sau này anh có muốn nâng cấp thêm loa full, ví dụ như anh có thể nâng cấp một cặp loa 3 tấc, thì chiếc súp này nó đáp ứng được rất là ok mọi người, bởi vì mình cũng đã test và đã lắp rất là nhiều dòng sản phẩm này rồi. Và tiếp đến thì mình lắp cho anh một chiếc vang số KX180A. Đầu tiên nó thì mình sẽ nói luôn mọi người ha, đây là khách hàng cũ bên mình giới thiệu, cho nên là anh cũng rất là tin tưởng. Cho nên cái vấn đề mà tem tiếc này kia anh không quan trọng, anh quan trọng làm sao mà lấy cho anh đúng hàng thật là được. Thì với cái thứ hai nữa là bên mình, bởi vì là bên mình hết mất hàng rồi. Thông thường thì bên mình hay bán cái X180 dòng phân phối của 3 sao, có tem 3 sao, nhưng mà bởi vì hết hàng cho nên là mình phải nhập một con khác. Con này thì phân phối của Phúc Giang. Và cái thứ hai nữa là những cái hàng không có tem tiếc này kia như thế này thì hàng giả rất là nhiều và rất là trôi nổi ở trên thị trường. Cho nên chúng ta cần phải kiểm tra kỹ về số series này kia. Thì ví dụ bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy ha. Đây là số series của thùng này, của nó là 6781. Rồi bây giờ mình sẽ khui bên trong ra. Rồi đây. Đây là series bên trong của máy mọi người ha. 6781. Đó. Ok, thì như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được rằng đây là hàng hàng chính hãng mọi người ha. Mic của anh cũng mua từ lâu rồi và cũng rất là cũ rồi, chập chạp chờ cái ăn cái không, cho nên là mình luôn tiện thì mình sẽ phối ghép cho anh đó là một cặp mic Rode JBL VM300. Và kèm theo đó thì mình phối ghép cho anh đó là một chiếc đầu đun Vision 4K Solo. Mình phối ghép như thế này để làm gì? Tại sao mình có thể mình sẽ phối ghép với một cấu hình thấp hơn cũng được, nhưng bởi vì mình muốn là để cho anh, mình muốn phối ghép cho anh một combo có nghĩa là nó ổn định và cao cấp một chút, để sau này ví dụ như anh muốn nâng cấp mà thêm cặp loa full này kia nữa thì anh có thể tận dụng lại cái bộ dàn này để anh sử dụng mà không cần phải thay đổi một cái gì nữa hết. Đó là cái mà mình muốn mang tới khách hàng. Rồi thì lát nữa mình tới nhà khách hàng mình lắp xong và mình sẽ cho mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử xem một chiếc loa Bo 301 Series 4 và phối ghép với một chiếc súp Waterdale như thế này thì âm thanh nó cho ra như thế nào. Mình đã có nói đó, thì hôm nay là bộ này là anh nâng cấp. Hiện tại thì anh đang có một chiếc loa Bo 301 Series 4. Mà trong cái đó thì anh dùng với không gian đâu đó là 35m2 mọi người. Đối với căn phòng này mà bây giờ bắt một chiếc loa như thế này gánh toàn bộ thì khi chúng ta mở một cường độ âm thanh lớn thì chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ nó sẽ đáp ứng đầy được. Đó, cho nên để mà cải thiện được tốt hơn, để tăng thêm được đâu đó là tầm khoảng 4-5dB á thì đòi hỏi cần phải có thêm súp. Và muốn làm được như vậy thì đòi hỏi là phải chia quay thì khi đó thì loa đáp ứng nó với hiệu quả và nó mới ok được. Thì bây giờ thì mình sẽ cho mọi người chúng ta trải nghiệm thử, nghe thử khi mà chúng ta sử dụng một cặp loa full không, chưa được chia quay
thì để xem là chiếc loa này đáp ứng được bao nhiêu decibel thì nó sẽ bị vỡ tiếng đây. Mình sẽ thử một bài hát và cái âm lượng mình sẽ mở y nguyên như vậy mọi người ha. Đó, 50. Đó. Còn phần này thì mình sẽ để vậy, đắt rồi mình sẽ tăng lên. Khi nào nó vỡ thì mình sẽ dừng lại. Mình sẽ tắt. Mình có cảm giác như là vocal nó muốn bay ra khỏi khe từ rồi mọi người. Nếu mà chúng ta mở dài thêm một chốc nữa thì cái màng loa của chúng ta nó sẽ bay luôn đó. Đó, cho nên bây giờ đòi hỏi để mà tăng được cường độ âm thanh lớn lên thêm được từ 3 tới 4 decibel đó. Đó thì đòi hỏi chúng ta phải chia quay cho nó và cộng hưởng với sub thì khi đó thì nó sẽ tăng cường độ âm thanh lên. Đó, và ok thì bây giờ mình sẽ tune hệ thống rồi lát nữa mình sẽ cho mọi người chúng ta nghe thử xem là khi đã tune rồi, khi đã chia quay rồi, khi đã cộng hưởng thêm sub rồi thì để xem nó có thể tăng lên được nữa hay không. Và mọi người nhớ cho mình là âm lượng mình sẽ mở ở mức này, khi mà chưa quay ấy thì mở mức này là cái loa nó là bị vỡ tiếng, nó bị over rồi mọi người đó. Và phần vang số thì mình mở ở mức này 50. Rồi, bây giờ mình sẽ tune. Ok mọi người, thì mình đã tune xong hệ thống rồi. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe thử xem sự khác biệt để mình tăng lên thêm khoảng cỡ 3-4 dB nữa để xem âm thanh nó có bị vỡ hay không mọi người ha. Đó, chưa gì nhá, chưa hề bị vỡ gì mọi người ha. Mình sẽ tăng tiếp này. Sẽ tăng lên tiếp để xem nó có thể vỡ nữa không nhé. Lúc này khi mình chưa tune á, chưa quay cho nó á, và chỉ cho đánh một mình loa full không á, thì khi mình chỉ để có đâu đó là 50 thôi đó, mà nó đã bị vỡ tiếng rồi. Và bây giờ khi mình tune xong rồi, mình chưa quay xong rồi, thì bây giờ mình mở lên tới 70 rồi, phía trên này thì mình mở lên maximum luôn mà nó vẫn chưa hề vỡ tiếng mọi người. Thì mọi người thấy được rằng là cái sự hiệu quả khi mà chưa quay cho loa thì nó sẽ đạt được như thế nào đó. Với trường hợp ví dụ như mà khi chúng ta đang có sub mà chúng ta vẫn để full đáp ứng như vậy, thì đảm bảo với mọi người rằng mọi người chỉ cần mở vừa thôi thì âm thanh nó đã bị vỡ tiếng và bị over rồi. Thì cái màng loa rung quá mạnh, rung chuyển quá nhiều, thì khi đó thì cái màng loa nó sẽ ngay lập tức âm thanh nó sẽ bị vỡ, bị over ngay lập tức mọi người. Cho nên là khi chúng ta có sub rồi á, hoặc khi chúng ta muốn nâng cấp á, chúng ta muốn nâng cấp thêm sub này kia, thì chúng ta cần phải làm sao chúng ta chia quay, chia sự làm việc cho hai hệ thống loa đó, thì khi đó thì cái hệ thống loa của chúng ta nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ ok hơn. Rồi ngoài ra nữa thì hiện tại thì anh đang xài tạm cái loa này để xem là như thế nào. Rồi tại vì hết tất cả hệ thống máy rồi sub này kia thì mình đã tư vấn cho anh là lên toàn xài những dòng cao cấp cả rồi, thì sau này anh có muốn nâng cấp thêm một cặp loa full nữa thì anh đơn giản anh chỉ cần mua thêm một cái main và một cái cặp loa nữa thôi là ok đó. Còn bình thường nếu như mình muốn là lắp cho anh với cấu hình như vậy thì mình lắp cho anh một cấu hình máy rẻ tiền hơn cũng được,
Nhưng mà như vậy thì sau này chúng ta muốn nâng cấp lên nữa thì nó sẽ không được tối ưu cho lắm, nó sẽ không được đồng bộ hóa cho lắm. Cho nên mình tư vấn cho anh là xài luôn những cái đồ nó chất lượng một chút luôn, để sau này chúng ta có muốn là nâng cấp thêm loa thì với cái chiếc sub như vậy và với hệ thống máy như vậy nó đều đáp ứng được ok hết mọi người. Nó sẽ không bị lãng phí, chúng ta không phải bỏ đi. Thì không biết khi mọi người nghe xong là mọi người đánh giá như thế nào. Thì với một cặp loa nó nhỏ như thế này và cái căn phòng lại lớn như thế này đó, thì mình nghe thì thấy cũng khá là ok, vì có sub nó gánh rồi cho nên là cũng tương đối là ok. Thì sau này khách có nhu cầu muốn chơi lớn hơn thì đơn giản chỉ cần thay một cặp loa, thêm một cặp loa với lại một cái main nữa là xong, thành một bộ dàn cao cấp luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người nghe một đoạn khách hát mọi người ha. Ok mọi người, thì nãy giờ mình cũng đã xong xuôi cả rồi và cũng test thử rồi, thì mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Thì nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, share, subscribe. Xin chào tất cả mọi người ha.